lên đây cho đại gia nha. Xuống dưới đây thôn lại làm cả nguyên tắc cấp bậc mẫu nào của cái dạng đó.
những cái chỗ nào mà tóc dày quá mà hết nó không ăn hết thì các em lật ngược lại là chạy ngược lên vậy, rồi các em vớt tông đơn vớt ngang qua một cái thì cái điểm dày nó sẽ một phát một xử lý hết liền. Rồi các em mình muốn đẩy cho cái mặt tông cho nó phẳng nó mềm như thế này thì các em cần phải cái điểm nào nó đều nó mỏng thì các em mới xử lý được, còn trên này nó dày các em không đi được, không đi được đó. Chỗ nào mà ăn được thì các em cứ để nhấc lên vầy, cái để im vầy tí là nó đứt sạch sẽ luôn đó. Phía bên đây các em thấy cái ngô nè, từ đây ra tới đây nó khoảng tầm 1 phân rưỡi, nhưng mà cái chỗ này thì nó từ cái điểm xoáy này xuống tới đây nó tới 4 đến 5 phân. Đừng có đi ở xoáy này xuống dưới đây nó cũng là 1 phân rưỡi luôn, là cái phía sau nó không có cái đường cong cong vòng xuống, nó không đẹp, bay cao quá. Và cũng tùy theo cái form, tùy theo cái form đầu của cái tạng nên bay cao hay là bay vừa thôi phía sau nha. Lên là cái đường này là cái đường rồi mà đi quay đi, bây giờ thấy phần quay vào trong đó, cho các bạn thấy được cái đường phía sau này đó. Rồi đây cái không hai thì thầy cũng đi ở cái điểm của vị trí của cái không hai là số 1 ha. Rồi cái không một là thầy đổi cái số mỏng hơn, hoặc là thầy sẽ bỏ ra thầy đi trực tiếp thầy mở cạnh ha. Rồi các em làm đúng cái trình độ nó như vậy thì nó nhanh việc lắm, nó không bị tốn thời gian. Số 1 là các em nghiêng như vậy, và các em hết làm sao để cho nó có cái đường cong đi theo vào cái đường này nó mới đẹp nha. Đi tầm đơ lên không có đá ra như thế này, các em cứ múc vô nó sẽ bị lõm, mà lõm vừa thì thầy cứu được, thầy sửa được, nhưng lõm nặng quá thầy không cứu được, không sửa được. Thì trong những lúc mà các em không có cái mẫu nào mà hết, các em cũng có thể các em tập như thế này, cứ tập lại nhiều cho nó quen đi, để các em thấy được cái độ góc độ tông đơn mà các em hất ra đã là bao nhiêu. Để các em không có chịu tập cái phần đó thì các em đi có những điểm mà các em nặng tay nhẹ tay nó dễ bị dẫn tình trạng để bị lõm. Trên là số 2, còn đây là số 1. Vậy mà thầy vẫn thoát vô được giữa số 1 và số 2. Anh thua cái tông đơ các em đã là như thế nào? Đã tông, đã tông đã. Rồi là cái phần khung 2 đi số 1 như vậy.
Vậy thì dưới này là các em đi đóng cần hay mở cần hay là đi 0.5, cái đó là nó rất là dễ đối với các em rồi ha. Và các em nhớ là mid phase thì các em chia đây là cái khung 1 và đây là khung 2 và đây là khung 3, thì lên tới đây lên tới từ đây lên tới đây là các em đi hợp cạo hay đóng cần, thì các em thì từ điểm này các em phản ánh lên tới đây là nó gọi là mid phase. Và nếu mà các em phản ánh từ điểm này lên tới đây thì nó là hai phase, nó hay cao lắm nhé. Cứ chia làm sao mà cái khoảng từ cái điểm trên này xuất phát ở cái điểm chỗ ngưng lại đây này, từ cái điểm ngưng lại trong đây này xuống tới đây các em chia là ba phần, thì các em sẽ biết được là cái hai mức phẩy nó nằm đâu và hai phẩy nằm đâu và đâu phẩy nằm đâu ha. Cho nó sát ở cái điểm này cho cái mẫu liền lạc nhá, cho liền lạc vào đây. Xuất phát đầu tiên là từ cái chỗ này. Thì thầy đóng cần như vậy thì chắc chắn là nó sẽ phân biệt giữa cái số 1 với cái đóng cần này, cái độ màu của nó khác nhau nhiều lắm. Thì lát nữa thầy sẽ phá cho các em coi. Mở cần nó thôi, mở cần nó phá hết đen. Đây là những cái cách dễ. Rồi những em nào mà làm cao á, làm tốt hơn thì các em sẽ tự động và phay và chấn đi, rồi thỉnh thoảng thầy tới thầy sẽ coi và thầy chia sẻ cho các em. Cái này là thầy lúc nào cũng nằm ở trong cái căn bản để cho những em mới cũng như những em đã học lâu rồi mà chưa có hiểu được cái căn bản phay nó như thế nào thì thầy lúc nào cũng phải coi trọng vào cái phần căn bản. Bây giờ thầy chẳng cái khung này cho nó vuông đôi lá để thầy cạo thì chẳng ngay chỗ này cạo này cạo này rồi nha, chẳng cái gì cho khung này nó vuông chẳng. Đó đúng vào cái chỗ này cạo quay đây cạo nó phải lấy, em nhớ điểm chuẩn đấy nha, đừng lấy sâu quá nha, lấy cho nó đúng điểm chuẩn của nó. Bên đây cũng vậy, cái điểm góc trên nó dài quá thì các em muốn lấy cái độ chuẩn thì các em đưa được vô, các em giữ lại cho cái sợi tóc nó phải chạy nó có cái độ chuẩn, và lấy cái ngón tay này để đây làm cái điểm tựa nha, làm cái điểm tựa cho tông nó vững nè, nó khỏi gãy tông nè, thì các em chấm nó mới chuẩn được. Và nhớ tuyệt đối mấy cái điểm này đừng để móng tay nha, để lên vầy ngang móng tay là nó người ta khó chịu lên. Chẳng là còn cái góc chỗ này thì mình lấy cái mũi dao quay dao xuống nha để cho nó vuông cái điểm này. Còn cái góc chỗ này, góc chỗ này lấy cái mũi dao dựa vào móng tay làm cái điểm tựa, làm điểm tựa. Đây là cái điểm chuẩn không được lấy đi, điểm chuẩn này và điểm chuẩn này không được lấy đi.
Còn những cái điểm kế bên điểm chuẩn là cần phải có cái độ cong. Không được gãy. Những cái chỗ này phải cong thì cong nó mới đẹp. Bắt đầu từ cái khung một thầy sẽ làm. Sự phát đầu tiên nữ giao trên này là nhẹ tay thôi. Nhẹ tay. Cạo lưỡi dao muốn đứt được cái sợi tóc này đừng cạo cái rộng cái như vậy, và các em phải cạo với tư thế như vậy, cái mũi dao và cái đuôi dao vừa cạo vừa phóng vô gặp nó, thấy không? Đứt sợi tóc đó. À, nó giống như là một cái lưỡi liềm mà mình cầm bỏ lúa mình đưa đi mình cắt chéo rạn này, nó rất là dễ đứt, nhưng mà các em cầm một bỏ lúa và cầm con dao chặt vô nó khó đứt, đúng không? Nó rất là khó đứt. Còn cái lưỡi liềm là vừa phóng tới vừa kéo đứt này, nhẹ nhàng ngọt lắm. Thì cái lưỡi dao này các em muốn giữ cho cái độ mạnh nó lâu là các em phải làm như vậy. Các em gắt cái phần thứ ba và các em nhớ coi những cái sợi tóc này nó có dựng hay không, không đang có triệu chứng bung, thấy không? Nó bung lên mà bây giờ các em đớp đi 4-5 phân là chết ngát rồi, đúng không? Nó giật chết liền. Vì vậy các em phải lấy từ 1-2 phân là quá tay nha. Rồi nhớ nhá. Này, nhìn nè, nãy giờ ngay từ đầu tới cuối là thầy xịt nước quá nhiều luôn. Không phải là tóc này người ta ngủ mới giật, cũng không phải là tóc này người ta mới đụng nó và hiện bỏ ra. Đó, vì nãy giờ mình xịt nước nó non nước rồi mà là do cái xoáy nó nghịch xoáy thì sợi tóc này nó sẽ có cái triệu chứng bùng lên này. Đó, thì mình cắt, mình hất cái tay ra như thế này, giữ cái độ dài ở trên này lại, cắt đi vậy. Đó, thì nó lại đi khoảng 2 phần, làm sao nó bung được, sao giật được, thấy không? Đó, hất ra vậy. Đó, rồi coi như cái này nó đã có cái điểm chuẩn rồi, thì bắt đầu giờ các em sẽ lấy cái điểm của cái mũi này, các em ráp vô với cái phần này, và chọn cái dễ nhất cho các em dễ hiểu. Và các em trước khi các em dớt cái này á là các em nhấc lên đây nè, các em coi và cái điểm này có nên lấy đi nữa hay không, hay nó là một cái điểm chuẩn, hay nó đang trong trường hợp bị thiếu tóc. Các em cắt ra phía trước, cắt đi bằng này nữa là coi chừng trường hợp bị thiếu tóc, vì nó là undercut dài. Undercut dài thì thầy thường hướng dẫn cho các em là cái ngọt dài nhất của nó nằm tầm này. Từ đây xuống tới đây nó sẽ chia lập những cái bậc thang 1, 2, 3, 4, 5, ráp vô điểm này là từng bậc như vậy là thôi. Thì cái này nó cũng tương đối chứ không có bị trường hợp ngắn quá nha. Đó, thì những cái chỗ mà mình kéo nó phía sau thì nó như vậy, đang trong trường hợp là nó bị dư. Bị dư thì mình đặt cái tư thế kéo như thế này, các em dứt dắt để lát nữa mình xảy lại nó phía sau nó sẽ không bị ngắn. Lên tới 135 độ thì các em chuyển cái tư thế kéo là chuyển như thế này, cắt vô. Còn tầm này cỡ 125 độ trở xuống thì các em để tư thế kéo này, cắt vô. Và khi cái tóc nó ướt đó, các em tắt ra từng lớp nó rất là lại quả, nhìn nó rất là đẹp và dễ kẹp lắm. Rồi các em cắt như thế này, vậy thì cái máy ở phía trước nó đâu có lấy đi đâu ha. Là gặp ra phía trước này, từ bay ra phía trước nó là giữ nguyên luôn, không lấy. Đến 3 phần rồi lại đổ góc độ tiếp, đổ qua một góc độ khác. Thank you.
tách ra vậy cho các em dễ nhìn, dễ hiểu. Mũi cắt rồi đó, và đây là mũi chưa cắt, rất dễ nhìn. Không, mọi người bàn đào lắm đấy, không bàn đào lắm kìa. Các em chú ý cho tới cái điểm mà nó có bao giờ nó không phải xẻo qua hoặc 35 độ nhé. Rồi cái chỗ này là chạy lên nhé, thì nó đâu có chỗ, bông ra đâu ha.